Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn đều là bề tôi của nhà Hậu Lê, cả đàng trong lẫn đàng ngoài đều là lãnh thổ của nhà Hậu Lê. Nhưng trên thực tế thì khác, cả hai đều tạo ra thế lực cát cứ cho riêng mình. Vua nhà Hậu Lê đã không còn thực quyền nên không chặn được sự phân chia giữa hai họ Trịnh Nguyễn. Năm 1627, lấy cớ Nguyễn Phúc Nguyên không nộp thuế, họ Trịnh đem quân vào đánh. Cuộc chiến giữa hai họ bắt đầu từ đó. Đại Việt trong giai đoạn này bị chia cắt hơn 150 năm và lấy sông Danh làm ranh giới. Năm 1771, Nguyễn Nhạc cùng hai người em của mình là Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn với khẩu hiệu lấy của người giàu chia cho người nghèo. Năm 1778, khởi nghĩa thắng lợi, Nguyễn Nhạc tự xưng là Thái Đức Hoàng đế, lập ra nhà Tây Sơn. Tình hình trong thời kỳ này rất rối ren phức tạp. Hậu duệ của chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Ánh, con của Nguyễn Phúc Luân, vẫn còn muốn lấy lại cơ nghiệp của các chúa Nguyễn, nên sau khi chạy thoát đã cầu viện vua Xiêm mang quân sang đánh với nhà Tây Sơn năm 1784. Đầu năm 1785, Nguyễn Huệ đã cho phục binh ở Rạch Gầm, Xoài Mút đánh tan liên minh Xiêm Nguyễn. Năm 1786, khi chưa được lệnh anh là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ nhân lúc họ Trịnh ở ngoài Bắc suy yếu, đem quân ra đánh Phú Xuân, rồi đánh thẳng ra Thăng Long với danh nghĩa Phù Lê diệt Trịnh. Tây Sơn đã kiểm soát được gần như toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Lúc này nảy sinh mâu thuẫn giữa anh em nhà Tây Sơn. Năm 1788, Lê Chiêu Thống đã cõng rắn cắn gà nhà, chạy sang cầu viện quân Thanh, đem 29 vạn quân về chiếm Thăng Long. Trong tình cảnh này, Nguyễn Huệ buộc phải lên ngôi hoàng đế, tức Quang Trung hoàng đế. Sau đó, với tài năng quân sự kiệt xuất của mình, Quang Trung đã chỉ huy quân Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược. Nguyễn Nhạc lúc này xưng là Tây Sơn Vương. Từ giai đoạn năm 1787 đến năm 1789, trong lúc Nguyễn Huệ bận đối phó với quân Thanh tại Bắc Hà, vùng Gia Định dưới quyền Tây Sơn cũng không ổn định. Quận Tây Sơn bị cô lập trước dân chúng địa phương, vốn có nhiều cảm tình với chúa Nguyễn nói chung và Nguyễn Ánh nói riêng. Dần dần, Nguyễn Ánh lấy lại được vùng đất Nam Hà, dẹp yên được vùng đất Gia Định. Năm 1792, vua Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu. Cuối cùng vào năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Gia Long, đặt tên nước là Việt Nam, lập ra nhà Nguyễn kéo dài cho tới năm 1945. Lãnh thổ Việt Nam lần đầu tiên được thống nhất sau gần 300 năm nội chiến chia cắt. Từ năm 1858 đến năm 1945, Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược. Thực dân Pháp ra sức bóc lột tài nguyên, nhân vật lực của Việt Nam, dìm các cuộc khởi nghĩa của nông dân, một số danh sĩ yêu nước trong biển máu. Các vị vua của từ năm 1858 đến năm 1945, Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược. Thực dân Pháp ra sức bóc lột tài nguyên, nhân vật lực của Việt Nam, dìm các cuộc khởi nghĩa của nông dân, một số danh sĩ yêu nước trong biển máu. Các vị vua cuối của triều Nguyễn không có quyền quyết định các quốc sách, họ chỉ là những vị vua bù nhìn. Không những thế, họ còn bóc lột dân chúng bằng lắm thứ tô thuế. Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã lật đổ được chính quyền của Pháp, Nhật, lật đổ chính quyền phong kiến của nhà Nguyễn để lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1954, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đánh tan ý chí xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp bằng chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội khắp Nam Châu, buộc Pháp phải ngồi vào bàn, ký hiệp định Geneva, công nhận độc lập chủ quyền và rút quân ra khỏi Đông Dương. Cũng trong năm này, Mỹ đã thay chân Pháp nhảy vào miền Nam Việt Nam, thành lập chính phủ bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tiến hành nhiều cuộc chiến tranh mà không giành được thắng lợi, đến năm 1973, Mỹ buộc phải ngồi vào bàn, ký hiệp định Paris. Hiệp định này có ý nghĩa để Mỹ rút chân ra khỏi miền Nam Việt Nam trong danh dự. Năm 1975, quân giải phóng miền Nam đã tiến hành tổng tiến công và nổi dậy vào Sài Gòn, đánh đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thống nhất đất nước. Năm 1976, tên nước chính thức là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đảng Lao động Việt Nam được đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ đô là Hà Nội, Sài Gòn được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1977, quân chính quy Khmer Đỏ tiến sâu hơn 10 km vào lãnh thổ Việt Nam, chiếm một số vùng ở tỉnh An Giang và tàn sát một số lớn đường dân. Đến cuối năm 1977, tỉnh biên giới An Giang được đặt trong trạng thái chiến tranh. Ngày 31 tháng 12 năm 1977,
6 sư đoàn quân đội nhân dân Việt Nam đánh vào sâu trong đất Campuchia đến tận Niek Luông. Đến ngày 5 tháng 1 năm 1978 mới rút lui, mang theo một số nhân vật quan trọng bên phía Campuchia, trong đó có cả Thủ tướng tương lai Hun Sen. Cuộc tấn công này được xem là lời cảnh báo Khmer Đỏ. Phía Việt Nam đề nghị một giải pháp ngoại giao nhằm thiết lập một vùng phi quân sự dọc biên giới, nhưng Pol Pot từ chối và giao tranh tiếp diễn. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, được Trung Quốc trang bị và hậu thuẫn, Khmer Đỏ đã huy động 10 trong số 19 sư đoàn, khoảng 50.000 đến 60.000 quân tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Đầu năm 1979, Việt Nam tổng phản công trên toàn tuyến biên giới Campuchia đẩy lui Khmer Đỏ về sâu trong lãnh thổ của Campuchia. Việt Nam còn liên kết với quân cách mạng của Campuchia tiến công giải phóng Phnom Penh, cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Tháng 3 năm 1979, Trung Quốc huy động hàng chục sư đoàn bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam với tuyên truyền là để phản công quân Việt Nam xâm lược. Quân Trung Quốc dùng chiến thuật biển người tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam, đi tới đâu là quét sạch, giết sạch tới đó. Tuy nhiên, đi nhiều thì chết nhiều. Quân Trung Quốc chịu tổn thất quá lớn, nên chỉ sau 2 tuần giao tranh thì rút lui về nước và tuyên bố chiến thắng. Năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ. Việt Nam chính thức im tiếng súng từ đây. Năm 1995, Mỹ và Việt Nam chính thức bình thường hóa quan hệ. Từ đó Việt Nam chính thức hội nhập với các nước trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đang được hưởng nền hòa bình thống nhất sau những trận chiến khốc liệt bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, vẫn có những thế lực thù địch vẫn liên tục chống phá kinh tế, chính trị, lãnh hải của Việt Nam. Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau chung tay bảo vệ, giữ gìn nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Các bạn vừa xem xong video